Xin chào những người yêu nhạc và mê loa trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay những ngày cuối năm thì Phương lại làm một clip để giới thiệu một cái sản phẩm mới mà Phương Phạm vừa mới vất vả hoàn thành. Đó là hệ thống loa JBL 3 đường tiếng. Đây là đôi loa JBL 3 đường tiếng được Phương Phạm thiết kế dựa trên cái mẫu thùng là sử dụng thùng A7 mini, cái loại cỡ nhỡ, là có bề ngang là 65 cm, cao 90 cm và chiều sâu của thùng loa 50 cm. Sử dụng cái họng kèn can size 15 lỗ của Phương Phạm tuyệt đỉnh. Đấy. Và củ loa Superchef là Phương sử dụng JBL 075. Trong cái hệ thống này thì những cái cấu hình mà Phương vừa nêu, thêm một thành phần quan trọng nữa, đó là bát của JBL Phương sử dụng là củ loa bát 2235H có trở kháng là 8 ohm, đã được Phương Phạm độ nhện phíp và độ lại gân. Củ kèn là Phương sử dụng cái củ kèn có thể nói là lớn nhất của JB, đó là củ 2245H. Củ 2245H thì cái đai phem của nó rất lớn, nó to ngang ngửa với là cái củ JB 375, nhưng đai phem được phát triển mới hơn và được sử dụng những vật liệu tốt hơn. Củ này rất nặng, bản thân như cơ thể của Phương đây là gần như là không thể khênh nổi hai củ, rất nặng đấy. Và hôm nay thì hệ thống loa đã được hoàn thành thì âm thanh có thể nói là với cá nhân Phương nghe cả một tuần nay là mỹ mãn, và hôm nay Phương quyết định là thành làm cái clip này để giới thiệu về sản phẩm. Nói về cái loa JBL rất hay, nhưng mà tại sao là từ trước đến nay hôm nay Phương mới làm một cái clip về loa JBL? Bởi vì là khai thác JBL khó, rất khó. Nói về lịch sử của hãng JBL thì mọi người đều biết là công ty này được thành lập năm 1946. Người tổ sư là ông James Lansing. James Lansing thì nghe nó có cái từ Lansing giống như là Antec Lansing vậy. Thực ra Antec Lansing ấy là một công ty trước của JBL. Sau đó thì là vào cái thời điểm trước năm 46 thì ông James Lansing lúc đó là đang làm phó giám đốc cái công ty Antec Lansing. Năm 46 thì ông mới tách ra để thành lập cái công ty riêng của mình mang tên là James Lansing. Đấy. Và cái triết lý của loa thì vẫn là loa kèn. Và loa kèn của JBL thì mọi người chơi thì đều biết là nó có cái trầm rất là uy lực, rất là đậm đà. Cái trung âm là nó hơi khô. Và làm phân tần cho James Lansing thì là Phương loay hoay mấy năm rồi, thì là nó luôn luôn là Phương chưa ưng ý lắm, vì là nếu để đúng như là thiết kế zin của hãng cái loa bát ấy, cái loa bát của JB nhé, quý vị thấy đây là cái loa Phương tượng trưng thôi, đây Phương lấy một cái loa bát JB. Cái loa bát này thì Phương đã thay nhện phíp rồi đấy, quý vị thấy là nhện phíp đây này đấy. Phương thay nhện phíp và Phương thay gân rồi. Đấy. Cái gân này là đời gân theo cái tiêu chuẩn mới. Nó làm cho là cái mức đàn hồi là nhanh, đáp ứng nhanh. Và rất hợp với cái nhện phíp này. Đấy. Khi mà loa Phương làm xong thì bao giờ Phương cũng ký tên. Đấy. Và có một cái tem của Phương ở đây. Đấy. Tem in bằng nhôm. Rất pro. Đấy. Cái củ loa JBL ấy thì nó có đặc điểm là rõ ràng là cọc loa này được đánh dấu là màu đỏ có nghĩa là dương, cọc loa này màu đen có nghĩa là âm. Thế nhưng mà khi mà nếu mà quý vị chơi, anh em chơi JBL ấy, thì khi mà ta lấy viên pin ấy, ta đo cái chiều dương mà vào viên pin vào cái màu đỏ này màu ấy, thì mà khi mà đo xong thì cái màng loa ấy, nó lại thụt xuống nhá. Nó khác tất cả các loa khác mà khi đo mà cái chiều dương của viên pin ấy, vào màu đỏ ở đây ấy, thì cái màng loa nó sẽ ướn lên trên này. Đấy.
Thì như vậy là mình cứ hiểu nôm na là cái cấu tạo của cái loa bass JBL nó ngược đời ấy. Nó ngược đời với tất cả các loa khác. Tất cả các loa khác khi đo viên pin vào cọc xương ấy, thì màng loa đều ưỡn lên. Nhưng mà loa JBL khi mà đo viên pin vào ấy, cọc dương này, thì màng loa lại thụt xuống. Đấy là cái đặc điểm mà khác biệt của JBL. Nó liên quan đến cấu tạo cái phần voi côn của JBL. Chính vì cái điều này mà khi mà cái củ loa bass JBL ấy mà chạy ở những cái bộ phân tần như là Antec hay những bộ phân tần thông thường ấy thì hoàn toàn nó không hợp. Nó không hợp ấy. Thành ra là nghe nó cứ ngang ngang, nó có gì đó nó cứ lăn tăn. Chưa nói là đo trên máy móc, đo trên các cái phần mềm thì nó hiện rõ hơn. Thì chỉ có phân tần của JBL ấy mới đánh hợp với cái loa JBL. Đấy. Nó oái oăm như thế, một mình nó một kiểu. Cho nên là từ trước đến nay là Phương cũng chưa dựng một đôi loa JBL nào. Mặc dù là trong nhà là cũng có một số những cái củ loa bass của JB, rất nhiều củ loa chung của JB. Còn cái củ loa mà sử dụng nhiều nhất thì đấy chính là củ Superchef. Ví dụ như là JBL 077 này, 2405 hoặc JBL 075 như đang hiện diện ở đây. Thế thì là trải qua một cái quá trình mà làm loa vừa rồi thì là Phương Phạm đã độ thành công cái củ loa bass JBL. Và cũng rất may mắn là cuối năm vừa rồi thì Phương đã lắp xong cái mạch cho hệ thống 3 đường tiếng của loa JBL này. Tuyệt vời, cực kỳ tương thích luôn. Đấy, như vậy là khi mà làm một cái bộ loa JBL ấy, nó khó nhất đó chính là làm sao mà thiết kế được cái bộ phân tần. Đây, cái bộ phân tần cho JBL đây. Thế thì Phương đã làm xong là thử lên hay lắm. Cho nên là cốt lõi của cái bộ loa mà hôm nay Phương giới thiệu ở đây, nó sẽ có mấy cái điểm chính sau là Phương đã làm thành công cái bộ phân tần 3 đường tiếng cho hệ thống loa JBL này để khai thác được nó. Cái điều thứ hai là Phương đã độ thành công là cái nhện phíp và đã nâng cấp cái củ loa này lên theo cái kiểu của Phương Phạm. Đấy, bây giờ nó khác rồi. Bởi vì khi mà đã thay ấy, kết cấu, thay cái nhện phíp này, thay cái gân vải này thì cái dao động của cái củ loa này nó không theo origin được nữa. Nó theo một cái kiểu khác rồi. Bây giờ để mà khai thác được nó thì phải có một bộ phân tần tương thích với nó. Thì đấy là cái bí quyết mà Phương Phạm đã làm mà trong cái bộ mọi người thấy là nhện phíp Phương làm đây này. Đấy. Đấy, Phương lấy điện thoại Phương quay. Đó. Nhện phíp đấy. Rất sắc sảo. Nhện phíp của Phương Phạm, tất cả những cái loa mà Phương custom đều có cái chữ ký. Bây giờ cũng nhiều người biết làm nhện phíp rồi, nhưng mà những cái loa này của Phương Phạm thì là nó có những cái bí quyết riêng mà phải trải qua rất nhiều cái thí nghiệm mà nó mới ra được. Cho nên mọi người hãy tin tưởng khi mà những cái củ loa do đích thân Phương Phạm làm nhá. Đây đôi loa JBL bắt có thể nói là mới tinh ấy. Đấy, Phương đã độ rồi. Đây, bề ngoài quý vị thấy là cái màng nó đẹp như thế này, này. Đẹp nõn, đẹp nà ra đây. Đấy, 2235H nhá. Quý vị thấy là đẹp không? Đấy. Rất gồ ghề. Đây là chiếc loa phía bên phải này. Đấy. Mọi người thấy là nó đẹp. Đều trầm tọng. Đó. Hết nhẽ. Đấy. Kèn Kansai. Đấy. Ở đôi kèn này Phương có thể dán thêm cái tem nhãn của Phương này. Đấy. In là 7 màu của nhôm. Đấy, rất nhiều kèn đó. Đây là mặt phía sau của cái kèn 15 lỗ Kansai của Phương Phạm. Và đã được lắp củ adapter. Một cái adapter dành cho JBL nhá. Cái adapter này Phương đặt riêng này. Chỉ lắp một nhát ăn luôn này. Đấy. Vì cái loa đã đang to quá và nặng quá, Phương không có thể kéo ra thì quý vị thấy. Đây, cái củ nó lớn thế này cơ mà. Đây, Phương đặt cái bàn tay lên, quý vị thấy cái bàn tay Phương nó bé. Đây, bé xíu. Đấy, so với củ loa này.
Củ loại nặng mười mấy cân đấy. Phía sau là bộ phân tần, phương thiết kế với mạch BY. Và đây là bộ phân tần dành riêng cho cái hệ thống loa JBL của Phương Phạm. Thành công rồi. Hàng chục năm thiết kế phân tần giờ mới làm ra được cái phân tần đánh được nó đây. Đang chơi ở đây, đó là củ 245H, làm cái củ loa siêu to khổng lồ của JB, rất hay. Nhưng cũng rất khó khai thác. Quý vị đã thấy là cái củ loa này to như thế, hay như thế, nhưng mà giá ở trên thị trường thì lại không phải là đắt. Trong khi đó, nếu mà tra ở trong lịch sử của JB, cái giá tiền sản xuất ra cái củ loa này cực kỳ đắt. Nó đắt còn hơn cái giá tiền sản xuất ra củ JBL 375 huyền thoại. Nó gớm như vậy cơ mà. Thì không phải có lý do gì là một cái củ loa mà đời mới như bây giờ 2245H này lại có giá tiền mà nó sản xuất cao. Nhưng mà khi mà đã về bằng mọi con đường nó về Việt Nam mình thì lại giá lại hợp lý, rẻ, vài chục triệu, 25-30 triệu có thể mua được cái đôi củ loa này rồi. Trong khi đó giá tiền sản xuất ra nó hàng trăm triệu. Như vậy là hôm nay thì cái củ loa này sở dĩ mà đã được hay thì là một cái bí quyết nữa, đó chính là cái họng kèn. Đấy. Phương thử rất nhiều các họng kèn thì cuối cùng quyết định là chọn cái họng kèn là 15 lỗ Kansai của Phương Phạm này. Vì khi một cái củ loa lớn, công suất lớn như thế này ấy, thiết kế hay như thế này mà được khuếch đại, được cộng hưởng trong cái họng kèn Kansai này ấy, âm thanh của nó ngọt ngào vô cùng chính xác ấy. Nhiều anh em mà chơi loa kèn cũng có một cái quan điểm chắc là giống Phương là những cái củ loa cổ quý ấy, ví dụ như kể cả Vitavox thôi, hay những củ loa Antec đan sinh cổ ấy, tiếng rất ấm áp, truyền cảm, nhưng có một cái đặc điểm là cái độ méo âm của nó hơi nhiều. Những cái củ kèn cổ đấy, nó méo âm ở đây là do sao? Là do là một là cái vật liệu mà thời điểm mà làm từ năm 40, 45, 50 thì là nó chưa có những cái vật liệu mới như bây giờ, ví dụ như là beryllium này hoặc là titanium đấy. Nhưng bây giờ những cái củ kèn này đời mới này thì đã được đưa những cái vật liệu này, cho nên là đấy là một cái lý do tại sao mà những củ kèn của Nhật rất đắt và rất hay, như là Goto này hoặc là Pioneer rất hay, bởi vì là họ, những cái hãng của Nhật sau này họ đã đưa những cái vật liệu quý như beryllium hoặc titanium vào để chế tạo cái củ kèn, nên là hay lắm. Thì cái củ JBL này nhất là màng của nó là titanium đấy, rất hay đấy. Thì hôm nay thì là Phương đã làm xong cái bộ phân tần đấy, đã làm xong cái bộ phân tần cho JBL và khi mà đã làm xong rồi thì Phương đưa vào cấu hình này ấy, thì âm thanh của nó Phương nghe thì cũng có thể nói sững sờ vì nó hay quá. Nó hay vì là với một cái mức chi phí, cái bộ loa này nhá, cả bộ loa như thế này là với mức chi phí là dưới 200 triệu đấy, mà lại hay được như vậy. Nói luôn là nếu mà nói tính ra cái giá thành sản xuất cho những cái củ loa này mà giá mới của hãng là thì nó sẽ vọt xà lên cái mức 300 triệu. Nhưng về mình Phương mua được rẻ, Phương mua được rất rẻ. Đấy, bởi vì cái người mà có những củ loa này là người ta không thể khai thác được, người ta bán lại cho Phương rẻ lắm. Thì Phương đã không ngại gì mà bỏ cái thời gian công sức ra để cắt tầm lại, độ chế lại. Thì hôm nay thì là quý vị thấy đấy, một cái màng loa JBL ấy, gân đã chết hẳn rồi thì đã được thay gân mới vô tư. Và quý vị thấy là nhện phíp đây này, đấy nhện phíp đã xong. Để tí Phương sẽ quay cận cảnh cái nhện phíp ở trên đôi JBL là, và Phương cũng đã thay luôn cả cái côn loa nhá. Côn loa JBL Phương đã thay bằng một cái hệ côn mới, cũng quấn bằng dây nhôm dẹp nhá. Và bây giờ những cái nó tương thích luôn. Đấy, Phương để lộ ra thêm một cái bí quyết nữa, đó là phải mạnh dạn để làm sao mà mình chỉ giữ lại cái động cơ, đó là khối nam châm, khung sườn, cái màng loa quý của JB. Còn lại là mình phải cải tạo nó, update, nâng cấp nó. Thì hôm nay nó hay lắm. Khi mà nghe so sánh với hệ thống Antec đan sinh, ví dụ phía sau đây là đôi loa Antec đan sinh A5 với cấu hình như là
củ loa 515B kèn 288C. Đấy, và củ loa chép đang sử dụng là cũng JBL 075. Thì Phương mới thấy là cái tiếng trầm của ở cái đôi loa này ấy, nó uy lực này và rất là mềm nhé, rất là mềm đậm đà khi nghe những bản bolero, bản nhạc vàng mà trước năm 1975 mà băng cối, thì cái tiếng bập bùng của đàn công tơ bát là nghe nó sướng lắm. Nhưng mà khi mà cái tiếng trung cất lên thì là nó cực kỳ là ấm áp, tiếng trung nó ấm áp và nó chính xác, nó không có một cái méo âm. Với cái tai Phương nghe là khoảng cách khoảng 3 mét thì nó hài hòa lắm, nó mộc mạc và hài hòa, khò khè. Đấy chính là cái thành công của đôi loa JBL mà Phương đã dựng 3 đường tiếng hôm nay. Thì đây là một cái đôi loa mà đầu tiên của JBL Phương đã dựng hoàn chỉnh và rất hay để làm cái clip này, giới thiệu với quý anh chị em. Thì sang năm thì Phương sẽ đi săn lùng để mua những cái củ loa, những cái củ kèn như thế này. Chắc chắn là khi mà Phương làm cái clip này xong ấy, thì Phương đoán là những cái củ kèn như là 2245H này, hoặc củ bát là 2235H sẽ nó sẽ đội giá lên rất là nhiều. Quý vị thấy là có thể là trong cái các cái clip hay là các cái dân chơi audio về độ chế đĩa loa, thì mới thấy là ở Nhật Bản thì nổi lên một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Kendrick. Kendrick rất nổi tiếng với độ những cái đôi loa. Mà ở Việt Nam thì là cũng có những người bắt chước, nhưng mà chỉ là vấn đề là độ là làm đẹp các củ loa thôi. Ví dụ như là các cái họng kèn người ta mạ thêm chrome cho nó đẹp, mạ vàng, mạ chrome. Các cái củ loa loa super chép mà như thế này thì tháo ra đấy, biết tháo bên ốc là mang cái chóe nhôm mà đi mạ vàng, mạ chrome đấy, nó đẹp nâng cấp thôi. Và phân tần thì là cũng lắp lại hoặc là độ lại là thay linh kiện thôi, chứ không có gì sáng tạo cả. Độ lại cái cọc loa, để độ lại cái linh kiện tụ cho tụ chất lượng hơn, rồi là cho cuộn cảm chất lượng hơn vào thay thế thôi. Chứ Phương thấy là các cái đôi loa JBL mà dân chơi, kể cả Kendrick bên Nhật, là độ là cũng không có gì cả, chỉ là vẫn là nguyên bản như vậy, và sơn lại cái thùng, sơn mài lại cái thùng, trang trí lại cho đẹp hơn này. Thay cái thùng, thay cái căng, thay cái cọc loa, thay cái tụ điện, thay cái cuộn cảm, thì không có gì cải tiến cả. Phương xem rồi thì là mà bán rất là đắt nhá. Đấy. Nhưng mà đôi loa JBL của Phương Phạm hôm nay ấy, nói luôn là được nâng cấp tất. Đấy. Thùng loa, vì thùng loa Phương cực kỳ mê cái mẫu thùng mà thiết kế kèn hom này của mẫu Antec A5A7. Thì cái mẫu này là nó không bị méo cái sóng đứng, và cái loa bát được thể hiện trong cái bát gọi là bát kèn ấy. Bát kèn thì là tiếng của nó ấn tượng hơn. Đấy. Thì Phương đưa cái củ JBL như thế này vào. Cái củ JBL mà đang trong loa này rất lớn nhá. Củ 2235 ấy là cái nam châm của nó to này này. To, có thể nói là to gần đường kính là hơn 30 phân. Đấy. Còn đây là củ loa mà cái mẫu Adico có kích thước nam châm tiêu chuẩn của JBL. Thì đây là một cái đôi loa Phương giới thiệu với quý anh em. Và bây giờ là Phương sẽ mở thử phát bằng Bluetooth nhé, để quý vị là sẽ thưởng thức cái chất âm của JBL. Hoặc là bây giờ Phương sẽ phát một đoạn trong cái giang trang, cái đĩa ca sĩ giang trang mà do Phương Phạm đàn và thu âm nhé, cũng chuẩn bị phát hành tháng 5. Đời anh sẽ đẹp vì có em. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa.
biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Đấy, hoặc là một cái đĩa sắp tới là Hoa Sứ Nhà Nàng do Phương Phạm trực tiếp thu âm chơi đàn, thì Phương sẽ đang phát hành, chắc chắn sẽ phát hành trước Tết, khi nào có sẽ thông báo trên YouTube. Và hôm nay thì mọi người nghe thử cái file Phương lưu điện thoại để Phương phát qua Bluetooth nhá. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, hơi đầu mà lo lắng anh ơi. Thà nghèo mà biết bên thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Ông giờ rồi anh biết chưa, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi anh đừng buồn. Phương phát demo một số cái bài hát mà ở trên cái đôi loa JBL 3 đường tiếng này, vì cái lý do bản quyền cho nên là Phương không thể phát hết cái bản nhạc được, bởi vì là nó YouTube nó rất nghiêm về cái bản quyền. Xin tạm dừng cái demo cho đôi loa này nhá. Vừa rồi thì mọi người đã nghe và được xem trực tiếp là cái đôi loa JBL 3 đường tiếng Phương thiết kế nó hát như thế nào. Rất mong mọi người là rảnh rỗi qua số 7 Vũ Ngọc Phan uống chén trà để nghe âm thanh của đôi loa JBL 3 đường tiếng. Phương sẽ vánh trên những cái âm ly đèn do Phương làm, như là 211, KT170 đấy, thì sẽ thấy là nó tuyệt vời thế nào. Và ngoài nữa là Phương cũng xin cảm ơn là quý anh em trong những cái sau cái clip mà Phương giới thiệu về cái mẫu kèn Kansai của Phương thì mọi người mua rất là đông. Chỉ trong một thời gian một tháng là cái kho kèn của Phương cạn kiệt rồi. Đây là cái đôi loa kèn 15 lỗ cuối cùng còn giữ ở đây, thì có gì là phải chờ sang năm thì là có thể có. Chứ đây là những cái đôi kèn gần như là cuối cùng của năm nay là Phương đã cạn kiệt. Đã. Và anh em là có phản ánh rất hay, mọi người khi lắp củ loa lên cái họng kèn Kansai của Phương Phạm này, những mẫu kèn 8 lỗ nhỏ này, 8 lỗ to này, mẫu kèn là 15 lỗ tiêu chuẩn này và 15 lỗ siêu to khổng lồ, 18 lỗ, 24 lỗ Phương có. Và cũng chỉ trong một tháng vừa rồi thì là mấy chục đôi kèn như vậy là đã hết sạch. Đấy, mọi người thấy là Phương có một cái kho loa đó. Thì bây giờ là mọi khi quay clip là còn có rất nhiều kèn xếp trên bây giờ hết rồi. Chỉ nhà chỉ còn bây giờ là mấy đôi nhỏ nhỏ thôi. Thế thì là Phương cũng qua clip này là Phương xin cảm ơn sự ủng hộ của anh em đã giúp Phương Phạm. Và sắp tới Phương sẽ ra cái đĩa Hoa Sứ Nhà Nàng Bolero mà do Phương thu âm để coi như đáp lại cái tấm lòng mà anh em đã mê loa đã dành cho Phương. Đĩa của Phương Phạm sản xuất ra chủ yếu là phục vụ những cái loa kèn như thế này thì có lẽ là hết nhẽ hay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở clip guitar.